Hôm nay 29 tháng 1, tức mùng 5 Tết Canh Tý, là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết. Trong ngày hôm nay, nhiều người lao động sẽ quay trở lại thủ đô để làm việc. Do đó, ngay trong sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ giao quân để bảo đảm an toàn giao thông sau Tết. Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, trong 6 ngày Tết từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 28 tháng 1, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 448 trường hợp, phạt tiền trên 393 triệu đồng. Toàn thành phố xảy ra 5 vụ tai nạn, làm 5 người chết, 1 người bị thương. So với dịp Tết 2019, giảm 1 vụ, giảm 2 người chết, giảm 1 người bị thương. Đáng chú ý, Công an Hà Nội đã xử lý 87 trường hợp sử dụng rượu bia, phạt thành tiền trên 260 triệu đồng. Tạm giữ 37 bộ giấy tờ, 50 phương tiện, tức 18 giấy phép lái xe. Tình hình an toàn giao thông trên địa bàn thành phố được duy trì thông suốt, an toàn. Thời gian tới, ngoài việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, Công an thành phố Hà Nội sẽ tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, nhất là khu vực vùng nông thôn, thị trấn và trong mùa lễ hội.